sẽ làm là khô gà lá chanh. Ở đây thì mình sử dụng là thịt gà, hoa sả, tỏi, lá chanh và ớt. Còn gia vị là nước mắm, bột ngũ vị hương, bột nghệ, dầu màu đều, đường và bột ngọt. Bây giờ mình đã bắt một nồi nước và mình sẽ để sả vô. Sả này thì mình đã sắc khúc và đã đập dập ra. Với một muỗng hạt nêm. Mình sẽ nấu cho cái phần nước này sôi lên. Phần nước của mình nó sôi lên thì mình sẽ để thịt gà vô. Và mình sẽ luộc cho cái phần thịt gà này nó chín luôn. Rất là thơm mùi sả. Trong thời gian mà mình chờ cái phần thịt gà nó chín á, thì mình sẽ đi sắc cái lá chanh, tỏi và ớt này ra. Tỏi này thì mình sẽ bầm nhuyễn ra. Chanh này thì mình sẽ sắc ra miếng nhỏ như vậy. Ớt này thì mình sẽ sắc ra nhỏ như vậy. Phần gà thì mình luộc nó như vậy, nó đã chín rồi. Nó vừa chín tới gì mình đừng có để chín quá, nó sẽ bị bủng. Và mình sẽ gấp ra và mình sẽ để vô thao nước lạnh. Bây giờ mình sẽ ngâm vô nước lạnh gì, khi nào nguội thì mình sẽ xé. Cái này gà này thì mình sử dụng là 1 kg. Phần thịt này thì mình đã để nguội rồi, giờ mình sẽ đi xé. Mình xé ra miếng hơi to to như vậy nè. Tại vì lúc hồi mình xào lên á, nó còn teo lại nữa. Xé ra miếng gì? Và mình làm cái phần khô gà này thì mình chỉ sử dụng cái phần thịt thôi. Còn phần mỡ thì mình mỡ với da thì mình không có sử dụng. Mình luộc gà thì vừa chín tới như vậy nè. Để khi mà mình làm cái phần khô gà nó sẽ không có bị bủng cái phần thịt á. Và đây là cái phần gà của mình đã xé xong rồi. Trông rất là hấp dẫn. Và giờ mình sẽ đi xào cái phần thịt gà này. Xào cho nó khô lại. Bây giờ mình bắt một cái chảo lên và mình sẽ để cái phần dầu điều vô. Mình để là hơn nửa chén như vậy. Rồi mình sẽ để cái phần tỏi bầm vô. Phần tỏi nó thơm thì mình sẽ để cái phần ớt bằm vô luôn. Và mình sẽ xào lên cho nó thơm. Phần tỏi của mình nó vừa vàng tới như vậy, mình sẽ để vô đây là 5 muỗng nước mắm. Và 2 muỗng bột nghệ. Bột ngũ vị hương mình cũng để vô đây là 2 muỗng luôn.
mình để bột ngũ vị hương vô để cho nó được thơm hơn. Và đường này mình sẽ để vô đây là 5 muỗng với nửa muỗng bột ngọt. Và mình sẽ đi xào cho cái phần hỗn hợp này nó hơi kẹo lại, thì mình sẽ để cái phần gà vô. Rất là thơm. Phần nước sốt này của mình thì nó đã sánh lại và mình sẽ đổ cái phần gà này vô. Rồi mình sẽ lấy cái đũa, mình sẽ xào đều cái phần gà này lên. Bây giờ mình sẽ xào đều cái phần thịt gà này để cho nó thấm với gia vị. Đầu tiên thì mình sẽ để lửa lớn. Trong cái màu của phần thịt gà màu vàng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ để cái phần ớt cháy vô. Và mình sẽ xào lên. Mình xào khi nào cho cái phần thịt gà này nó khô lại. Bây giờ mình sẽ để phần lá chanh sắc nhuyễn, mình sẽ để vô đây một ít luôn. Còn một ít thì gà sắp gần khô rồi, mình sẽ để vô. Rồi mình sẽ xào đều lên. Để vô đây là một muỗng muối. Và giờ cái phần khô gà của mình giờ nó đã hơi gáo lại rồi. Giờ mình sẽ để cái phần lá chanh này nè. Lá chanh mình sắc khúc thì mình sẽ để vô đây hết luôn. Và mình sẽ để vô đây là một muỗng ớt bột Hàn Quốc. Nếu mà mình không ăn cay được thì mình không thể bỏ này vô cũng được. Giờ mình sẽ để vô đây. Và mình cứ xào đều lên. Giờ thì mình sẽ để cái phần lửa nhỏ, hơi nghiêu nghiêu thôi. Phần khô gà lá chanh của mình nãy giờ mình xào gần cả tiếng rồi, giờ nó đã khô rồi. Cái phần gà này nó đã khô rồi, trông rất là ngon luôn, màu sắc thì cũng rất là đẹp. Giờ mình sẽ để cái phần lá chanh sắc nhuyễn này nè, mình sẽ để một ít lên đây để cho nó có cái màu hơi xanh xanh á. Và mình nêm nếm thì nó cũng đã vừa ăn rồi, mình ăn nó rất là ngon. Phần ớt thì nó cũng đã khô lại. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra ngoài.
phần khô gà này vô một cái khên. Rất là thơm luôn. Và đây, đây là cái phần khô gà này thì mình để vô cái khên như vậy. Và mình để ít chế ớt tươi lên. Và lá chanh. Cái này, món này mình có thể là mình ăn chơi hoặc là mình có thể là uống bia rồi mình ăn với khô gà này cũng rất là ngon. Mình nêm nếm thì nó cũng rất là vừa ăn.